tất cả mọi người nhá. Lại là một cái clip khoe skin anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Ryoma với skin siêu nhân Ultraman. Đây là một cái trận đấu thứ hai mình làm, mình chơi về cái skin này nha các bạn. Hôm trước thì mình có test rồi, nhưng mà trận đấy thì mình đi đấu với cả mấy đứa em ở ngoài Bắc á, đâm ra mình không có quay video lại cho anh em xem được. Ai chà, ôi dồi ôi, skin này khỏi nói luôn anh em ạ, xịn vãi ở trưởng ra luôn ấy, chém nè đó, oánh gọi là cái skin follow gọi là chưa là gì đối với skin này anh em ơi. Cái đợt mà nó ra sự kiện về skin này thì làm cái gì mà để nhận được cái skin này thì mình cũng không nhớ nữa các bạn. Nhưng mà mình thấy skin này chất lượng các bạn ạ, đáng tiền vãi trưởng ra. Ui trời ơi, ơ đỉnh mạnh, nó chém cái nó hồi máu anh em ạ, tưởng nó chết luôn cơ. Mình chơi Ryoma thì không được hay cho lắm, nhưng mà vì lý do skin xịn mình phải khoe, mình phải làm clip luôn các bạn ạ. Nói mọi người xem này, mọi người xem nha, này chém này, nói trưởng trời ơi, ui trời, ghê Ryoma thì có một cái skin cũng khá là xịn các bạn ạ. Cái gì ấy, bậc SS đấy các bạn. Nhưng mà cái skin đó thì nó khá là nhiều. Còn cái skin này là cực kỳ hiếm nha. Anh em để ý mà xem, không phải ai cũng có sở hữu được cái skin này đâu. Hiếm có, khó tìm lắm đó. Trận này đối đầu với cả mình thì chính là vị tướng Malok nha. Úi giời, phải biết chơi. Malok mà gặp mình thì chắc anh em cũng biết rồi đấy. Chắc anh em cũng biết rồi đấy. Ai chà. Về nhỏ. Đáng sợ phết nhờ. Nhưng mình tay dài mà, mình có sợ nó đâu mà. Hết máu rồi này bạn. Bạn có ngon mà bạn bá vô đây mà núp. Mình hết máu rồi nè. Ngon bơi vô đây. Khả năng nó đòi ăn mình các bạn ạ. Skin này thì nó có hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng kỹ năng thì chất lượng. Phê. Nói chung là rất là ok nha. Ai chả bập. Úi xổ ơi, hất tung luôn à. Thế là bạn thích solo với mình à? Ây da, bạn hay quá. Mình không chơi lại bạn rồi. Úi ôi, tốc biến anh em ơi. Ghê thật đấy chứ. Quá đáng sợ, đến từ thanh niên gọi là Malok. Ghê nhờ, kinh thế nhờ. Được đấy, mình lại thích bạn rồi đấy. Yo, anh em nào đã từng sở hữu cái skin này thì cho mình biết nhá. Ngày xưa là tốn hết bao nhiêu tiền để mà sở hữu được cái skin này. Mình không biết anh em ạ. Cái đợt đấy thì mình không đam mê skin lắm, đâm ra mình cũng không rõ. Tại vì bây giờ mình có ở trong cái nick, đâm ra mình vào mình trải nghiệm cho anh em xem. Chứ mình cũng mê cái trang phục này nhưng mà đâu có để mà trải nghiệm đâu. Cái nick của mình thì không có. Thế mới khổ chứ. Rồi nào ấy, ghê chưa? Rồi xong. Trời ơi, có cái ấy rồi. Có hiệu ứng của rồng rồi các bạn. Dừng. Nó hết máu này, nó xong với mình rồi, nó xong với mình rồi. Ai chà. Thứ này. Ulti mà ulti ở lại à? Không chịu về này. Ui ôi, đâu quá anh em ơi. Nguy hiểm quá. Rồi, nó xong với mình rồi các bạn. Ê, ra ta chơi vậy không được nha. Cái thằng khứa này ngu người này. Gia ta chơi vậy là không được nha. Không chơi với gia ta đâu nha. Rồi, mình đoán khả năng là nó ulti của mình các bạn ạ. Ui giời, nó bay thật kìa. Trời ơi, đứng trong bụi mà nó vẫn ulti được. Xàm thế. Tưởng nó bụi rồi nó không nhìn thấy mình, nó không xài ulti được chứ. Ô. Buồn luôn. Vãi thiệt đấy chứ. Quá đen trong một cuộc tình anh em ơi. Hu. Nhưng mà không sao, vẫn ăn mà lắm. Một đối một thôi, không có gì gọi là phế cả. Vẫn cứ gọi là ăn được Malok ok anh em ạ. Chắc thời gian sắp tới thì mình sẽ làm clip về vị tướng Ryoma nhiều hơn quá. Tại vì có một skin thì xịn mà. Cái đậu xanh, ui ôi, mình xả chiêu cuối cái mình hồi đống máu cái hình khứa Malok này quéo cung cua luôn các bạn ạ. Chiêu cuối của vị tướng Ryoma nó hồi khá là nhanh. Nếu mà muốn chơi một con tướng nào đấy nó hay thì mình phải chơi nhiều.
mà mình thấy rằng vị tướng Ryoma này là một cái con tướng leo rank rất là ổn nha. Căn bản là mình chơi ít, đâm ra mình tay mình không có nhanh được. Với lại do mình ấy nữa các bạn, do mình không quen ấy, đâm ra nó chiêu thức rồi, nói chung là cũng biết sơ sơ nhưng mà vẫn ấy lắm, vẫn còn chậm lắm. Mình mà nhanh tay là mình, nó mình sơi cân tem ghê lắm. Tốc biến, mình có tốc biến nha các bạn. Mình có tốc biến. Èo. Riu. Bập nè. Rồi, đứng đây nè. Ý, khoe để tương tạo chơi. Đấy, ăn con quái luôn, chơi vui nè. À, đủ. Rồi luôn. Đủ xanh nó. Đứng khoe thùng thạo các kiểu, còn đứng ăn quái nữa chứ má ơi. Không sao, vẫn ăn được ma lốc là ngon rồi. Đúng không các bạn? Ăn được ma lốc là được rồi. Quan trọng là chết thì thôi, làm gì mà căng. Hấp dẫn. Ủa ôi, quý lên tên mình 6 khâu luôn kìa. Ngon. Lại có người gánh team, sướng. Wow, hai tên đang lao vào hỗn chiến rất là ghê gớm anh em ạ. Và hiện tại thì vị tướng IBS tên mình cũng rất là trâu bò, nhưng nó bị các bạn hạ gục rồi. Các bạn thì cũng mất một vị tướng đến từ Zeta. Ừ rồi, lướt cái chết luôn quái kìa. Cũng may là bạn ấy không xài mana, mình ăn được ấy. Bạn ấy mà xài mana, mình lướt cái chết cái nó chửi mình thúi đầu luôn các bạn ạ. Rồi xong Malok rồi. Xong Malok rồi. Có chiêu cuối không? Không có chiêu cuối thì chết, thế thôi. Đơn giản. Có chiêu cuối thì sống, không có thì chết này. Không có thì nghẹo thôi. Game là dễ anh em ạ. Mà lúc gặp mình chọc cho mấy phát thối rốn khóc thét. Phê. Nói chung là phê đó anh em ạ. Bùm nè, riu pập riu pập. Ồ, lên đam đi, lên tanh lắm gì, mình dân chơi mà. Đao chia hồn đi cho nó máu lửa. Eo. Wow, mày nè. Mấy cái thằng quan heo này có đánh mình hoài ta, khó chịu đấy. Rồi xong, Kali ngựa lao vào, nó đánh tụt quần luôn rồi. Anh bò làm sao anh bò? Anh bò muốn gì anh bò? Anh có muốn sống hay muốn chết? Nói một câu để em cho anh ra con nhà bà luôn. Bập. Úi giời, hồi máu kìa. Vế. Cái gì vậy? Hồi máu chơi cái coi. Chơi nó gì bé, đậu xanh chơi nó đi bạn. Sợ cái méo gì mấy anh khứa này. Mình cho nó phập một cái này, xỉ ở cho một cái này. Đậu xanh đi đâu? Đi đâu con sâu? Úi dồi ôi, tốc biến qua đây làm gì nhau? À, mình tốc biến qua đây rồi làm gì nhau? Van heo này. Ưa. Chọc sướng thế nhờ. Quái đá anh em ơi. Trời ơi xuống thế. Trời ơi bay vào chọc. Bập. Trời ơi con gì mà nói nữa. Bắt đầu đó. Hôm trước mới làm một trận, hôm nay làm trận thứ hai mà không ngờ mình lại ghê gớm như vậy. Được nhờ. Được phết anh em ạ. Chu bập pizza. Đuối. Hồi máu chơi coi. Xỉa nó. Chiêu cuối này giống như cái chiêu 2 của vị tướng Refit anh em ạ. Hồi máu. Khá là xịn. Rồi Brai chết này. Brai xỉa bạn nè. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi bạn ơi. Thôi xong rồi. Chọc hụt nó mới đau chứ. Chọc cái chiêu 2 hụt các bạn ạ. Thật là vãi trưởng luôn. Không thể tin được. Còn đấy chắc chiêu 2 hụt thì nó đánh mình luôn các bạn. Rồi bây giờ lên cái gì bây giờ ta? Lên cái gì nhỉ? Đấy. Có món trang bị mới này anh em. Đủ nhưng nắt. Nhận 40% miễn thương trong 2 giây à? Á đồ, ngon nhờ. Ồ, ngon. Thử trải nghiệm trang bị mới xem như thế nào. Chưa lên.
Mình thấy có mấy món trang bị mới để mình lên thử coi sao. Rồi, quánh nhau rồi, xỉa cho một phát nè. Mày, ủa, tôi chết tôi rồi, xong tôi rồi anh em ơi. Vãi lúa. Nó ra mà dồn combo mà nó không chết, một cái là mình chết. Hết chiều các bạn. Toàn quá, tem mình chết cả 4 người luôn kìa, 5 người luôn kìa. Không sao, vẫn kịp ra nha anh em. Chắc chắn là không thua trong cái pha này đâu. Tí nữa thua hay không biết, nhưng mà đợt này ra vẫn kịp nha. Theo nát ra rồi này. Rồi cui len ra rồi này. Tem mình ra hết rồi này. Bắn nó. Ui dồi, tèo nát đúng một phát công bốc hơi anh em ạ. Đây, thằng nào, van heo hả mày? Mày hả van heo, cái đầu sắt cho xảo với hảo nè, xỉa bạn luôn này, xỉa, riu. Bà ơi, sao nó quấn con đau quá bà ơi. Quấn nạn, Bri này. Không ổn, không giòn. Để mình làm những cái video về cái nick này nha các bạn, những cái skin của nick này nha, để anh em nào mà khoái lượm lúa mua nick cho mình hợp lý. Hợp chơi nó, đập nó, sợ mày hả mày, chọc nó, quánh nó, vỗ bít nó, mất hai đường luôn rồi anh em ơi. Trận này may có vị tướng quy len, bạn ấy chơi cũng ổn đấy chứ. Mình chơi con này không phải tướng tủ, đâm ra không gánh được các bạn ạ. Chiu riu riu. Bùm. Viu. Đi này, lúc nào lúc đợi chờ. Ô bạn đi đâu đây? Chọc bạn xỉa chơi này. Riu. Mày lốc của chúng tôi nè, hư nè, một chọc nha. Lời một mạng rồi, có anh em bạn ơi. Đầu, cái thằng gia ta này bay với chúng tôi này. Nguy hiểm quá. Ừ, cho mình lời, thằng mọi người xem thanh niên gọi là ra ta chết với mình này. Hãy xem đây cha. Rồi luôn. Bó tay luôn. Nghéo con cua luôn rồi anh em ạ. Cố lên Kali ơi. À, thì mình đang lời người, cuối cùng tự dưng mình bị chết nghéo mất. Cuối cùng nghề người đau nhé. Đen dính ngay cái lúc đó mình hết chiêu ấy. Chiêu 1 với cả chiêu 2 của Zata nó dính như combo của nó, thốn quá. Còn đấy mà mình gọi là từ từ ấy, mình sẽ lựa lúc lùm một cái bụi nào đó ấy. Đợi đi ngang qua mình húp nó được rồi. Đây ẩu quá. Chọc cái xong rồi xỉa chiêu cuối trúng một cái là lụm liền thôi chứ gì đâu. Còn đấy hơi lỗi anh em ạ. Không sao. Cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ. Ê, đang bảo kê bị đứng ADT mình nha. Nát hai đường thì vẫn thắng được nha các bạn, vẫn có khả năng thắng nha. Ui giời ơi, cái gì thế? Ở đây này ăn mấy con quái này coi, xỉa mấy con quái này cho nó hồi máu ấy coi. Căn bản là đợi cho quy len nó móc, nó đẹp mắt một phát ở lực này. Ra bộ mạnh nha, ý. Có cái kích hoạt luôn kìa các bạn. Ui giời ơi, thời cơ đây rồi. Thời cơ tới rồi anh em ơi. Cái gì đây? Ado. Mày. Mày hồi máu cho Hảo đi. Rồi, Hảo tới với các bạn rồi đây. Hảo tới đây. Win rồi. Xong. Gờ. Thế em cũng win. Game là dễ anh em nhỉ. Trời ơi. Ultraman. Skin này là skin Ultraman đến từ vị trí của Ryoma. Chiu pap pap.
cha cha chết bị tướng IBS luôn rồi. Đập trụ nha, đập trụ nha. Nó mà ra là đập nó luôn á, đập nó trước xong đập trụ sau. Ra đi, ra đi, ra đi. Rồi trốn các bạn, không dám ra. Ra là mình xỉa chết ngay. Mình hơi bị ghê. Ok, hẹn gặp lại anh em vào clip sau nhé. Bà đào bú mua nick thì vào số nhỏ.org nhá. Ai muốn mua nick này thì nhắn tin Zalo cho mình nha các bạn. Bye bye anh em.